Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Review Dạo. Đấy, ngày hôm nay thì anh em đang buổi tối ở lại thì đang rất là chán. Thế tự nhiên mới có một cái rất là hay ho ở trên mạng. Đấy là cuối cùng thì cái chiếc game nhỏ mang tên là Asphalt 9 của chúng ta đã ra mắt bản chính thức. Từ trước đây thì Nam Anh Gầy cũng đã làm một cái video về Asphalt 9 rồi. Nhưng mà đó chỉ là bản demo mà tải Philippines mà thôi. À không phải demo mà bản kiểu ra chợ ở nước khác ấy. Còn bây giờ thì không chỉ iPhone mà còn các thiết bị của Samsung, của Android. Tất tần tật những thiết bị nào chạy Android đều có thể tải được về rồi. Và mình thấy rằng đây là một trong những tin vui rất là to dành cho anh em, đặc biệt là những anh em reviewer như bọn mình. Bởi vì mấy năm nay chỉ có toàn test Asphalt 8 rồi, bây giờ cuối cùng có Asphalt 9 mà test lôi ra để mà test máy rồi. Ok thì cái việc tải cái game Asphalt 9 nó quá là dễ dàng. Các bạn cứ vào Google Play Store của các bạn này, hoặc là các bạn vào App Store trên iPhone, các bạn tải về bình thường. Hiện nay thì nó đã có ở Store Việt Nam rồi, anh em cứ tải về mà thôi. Thì ở đây mình đã có tải về rồi, mình sẽ mở cùng anh em chơi nào nhá. Thì thực ra cái tựa game này khi mà nó còn là phiên bản mình tải về từ bên Philippines ấy, thì nó vẫn chưa có nhiều tính năng và cũng kiểu hơi lằng nhằng một tí. Thế nên là mình cũng chưa thích lắm. Cái ấn tượng đầu tiên của mình khi mà mình chơi cái game này đó là âm nhạc quá tuyệt vời. Mình sẽ nói thẳng với anh em luôn là âm nhạc sẽ là một trong yếu tố quyết định để mình chơi tựa game này, bởi vì nhạc quá hay. Mình không biết là trong tương lai ấy, thì cái game này âm thanh, âm nhạc nó còn hay như này không. Nhưng mà hiện tại với một cái phiên bản như thế này mới ra mắt mà âm thanh, soundtrack nó đã hay như này rồi, thì mình tin rằng là chúng ta sẽ còn phải gắn bó với tựa game này dài dài. Thì trước khi vào game thì mình sẽ muốn chỉnh cấu hình một chút. Ở đây thì hình như là không có lựa chọn về cấu hình. Thế nhưng mà theo những gì mình chơi được từ trước đấy thì đây là một tựa game đã rất đẹp rồi. Không có ấy nhở? Không có chỉnh cấu hình các bạn, thôi ok. Hiện tại thì mình đang chơi cái tựa game này trên chiếc iPhone 10. Thì trước khi vào trải nghiệm game ấy, thì chúng ta sẽ cùng đá qua một chút. Thì ở đây các bạn sẽ có được một cái là chơi ngay này. Một cái là các bạn sẽ check được xem rằng là cái quá trình chơi, nghĩa là cái cốt truyện của bạn như nào. Rồi là, không phải là cốt truyện mà kiểu cái hành trình của bạn ấy, gọi là kiểu Macari ấy. Và sau một vài cái màn đùa thì các bạn sẽ unlock được những cái phần khác. Thì các bạn sẽ có được cái phần mua xe này. Rồi là, đâu ta? Mua xe này, xong rồi là những cái event hàng ngày này. Rồi là đấu với bạn bè. Và các bạn sẽ có cả crew của các bạn luôn, kiểu My Club ấy. Thế được rồi, bây giờ mình sẽ vào cái phần mà các bạn ai phải chơi đầu tiên. Đó là chính là phần career, kiểu sự nghiệp ấy. Thì khi mà các bạn phần career này này, thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái career khác nhau. Ở đây mình đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có tổng cộng là 10 cái quá hành trình trong cái con đường chinh phục đến đỉnh cao đua xe các bạn. Đấy thì cá nhân mình cũng đã từng là một thằng bốc đầu đập lửa, đá lửa các thứ rồi. Thế nên là mình cực kỳ yêu thích những cái tựa game đua xe. Khi mà các bạn đua xong phần career đầu tiên thì các bạn sẽ được nhận được những cái phần thưởng này này. Rồi là các bạn sẽ được nhận được những cái cờ. Và khi mà các bạn có cờ rồi, các bạn có thể mở được ở những cái phần sau. Ok, chúng ta sẽ vào phần thứ hai này. Các bạn bấm next cho mình thôi. Thì trong này thì các bạn sẽ có được chọn những cái xe mà các bạn đã mở được rồi. Thì tuy nhiên là các bạn đều mình biết rằng đây là một cái tựa game nó hút máu kinh khủng luôn. Thế nên là các bạn muốn mở xe thì các bạn phải gọi get blueprints ở đây. Thì ở đây mình không có đủ blueprints. Cái bản vẽ của xe này thì chỉ có khi mà các bạn đua mà thôi các bạn lấy được. Hoặc là bạn nào muốn nhảy cóc, mua những cái xe xịn hơn thì các bạn chỉ có một cách, đó là mua. Mua ở trên store. Đấy, đó là lý do vì sao nó hút máu như thế. Còn nếu không thì các bạn sẽ từ từ mở từng xe một. Thì bây giờ mình chỉ có cái con Mitsubishi cùi thôi. Còn chúng ta trước khi vào phần đua thì chúng ta sẽ có thêm một phần, đó là phần bơm xăng. Thì mỗi một lần đua thì các bạn sẽ mất một vạch xăng. Khi nào hết sạch thì các bạn phải refill bằng cách là chúng ta sẽ có một cái điểm ở trên đầu này. Cứ hết một cái phần chơi các bạn sẽ được thưởng thêm cái điểm này. Nhưng các bạn đua nhiều quá thì hết sạch ra làm bằng cách nào? Tiền mặt. Hoặc là đơn giản hơn là các bạn xem quảng cáo, nhưng mà quảng cáo không phải lúc nào cũng có. Ok, bây giờ mình sẽ vào ngay cái phần chơi cho các bạn. Thì ở trong Asphalt 9 này nó giới thiệu cho chúng ta một cái cách đua hoàn toàn mới. Đó là các bạn không cần đua mà các bạn vẫn có thể đập lửa tạt đầu như bình thường. Thì đây, mình sẽ demo lại cho các bạn nhé. Thực ra mà nói thì cái cách chơi như này mình thấy là không, nó hơi phi thể thao. Thế nhưng mà nó cũng là một cách để các bạn giải trí rất là hay. Các bạn sẽ chỉ có hai nút này, nút nitro và cái nút này là nút phanh mà thôi. Các bạn dí nút phanh là các bạn drip là chúng ta sẽ được thưởng thêm nitro. Còn nitro thì các bạn cứ bấm bên phải là thôi, thế này thôi. Và có một vài cách nữa ấy.
bình thường ngày xưa là các bạn hay quay xe này, các bạn nghiêng xe để tạt đầu này, rồi là các bạn nghiêng xe để bò vỉa này. Thế nhưng mà bây giờ các bạn sẽ không còn cái kiểu đấy nữa, và các bạn sẽ chọn đường đua bằng cách ấy, là trên đường chúng ta thường thường có một vài lựa chọn này. Các bạn có thể ăn nitro, các bạn quay sang bên trái, các bạn bốc đầu đá lửa, các bạn quay sang bên phải. Thì bây giờ các bạn sẽ có thẳng luôn 3-4 cái nút trên này. Thì các bạn muốn ăn nitro, các bạn bước sang bên phải. Các bạn muốn rẽ đường này, các bạn bước sang bên trái. Nghĩa là khi mà nó hiện lên những cái icon nhỏ nhỏ ở trên này ấy, thì các bạn muốn chọn icon nào thì các bạn vuốt xong bên đấy. Còn các bạn nếu những cái icon ở giữa thì các bạn để im thôi, không phải vuốt gì cả. Đấy thì mình thấy rằng là đây là một cái cách chơi nó cũng thú vị, mà rất tốt là nó dành cho những cái người lười như mình, muốn ngồi ở nhà cũng chẳng cần phải đua làm gì mà vẫn có thể đập lửa tạt đầu như ở ngoài Hà Nội đường, như ở ngoài đường Hà Nội này. Thế thì cái cách đua này nó làm cho cái map của chúng ta nó trải qua rất là nhanh, và đổi lại thì nó cũng giúp cho các bạn hoàn thành phần đua nhanh hơn. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng cái cách đua này nó chỉ giúp cho các bạn trải nghiệm được nghĩa là coi như là cái sự bá đạo của đồ họa của game này. Và mình tin rằng đây, mình chắc chắn khẳng định các bạn rằng đây sẽ là một trong những tựa game đẹp nhất của năm 2018, thậm chí chấp cả 2019 luôn. Thế thì đó là những gì mình muốn nói với các bạn về game. Và thêm vào đó nữa thì nếu các bạn vẫn muốn chơi theo cái cách truyền thống ấy, thì các bạn vẫn có thể chọn cái cách chơi truyền thống là nghiêng máy này này, hoặc là dí bên trái, dí bên phải. Nhưng mà cái cách này chơi rất khó, mình đảm bảo các bạn luôn. Bởi vì là những con boss này, những cái người cùng đua các bạn trong này, mặc dù chỉ là máy thôi, nhưng mà nó rất thông minh, nó thông minh hơn Asman 8 nhiều. Mình nghĩ là đây cũng chắc là có một cái sự can thiệp gì đấy từ AI. Nói tóm lại là mình thấy đây là một tựa game hấp dẫn này, đặc biệt là nhạc rất hay, đồ họa cực kỳ tuyệt vời. Đây là đồ họa đỉnh cao của game trên điện thoại luôn, mình khẳng định các bạn. Cái điểm mà chưa ưng của nó là map rất là ngắn là nhất. Thứ hai nữa là những cái challenge, những cái thử thách trong này nó chưa đủ độ khó cho các bạn. Và cuối cùng là đây là một tựa game mà bắt buộc các bạn phải chơi online. Các bạn phải lấy, mặc dù là game đua off, nhưng mà các bạn phải chơi online, các bạn mới có thể lấy được thêm tiền. Thì nhà sản xuất có mới có thể cho bạn xem quảng cáo để các bạn lấy thêm điểm để có thể chơi được game. Bởi vì game này nó sẽ quy ra bằng điểm. Các bạn cái gì các bạn mua, cái gì mua xăng, mua xếp các thứ là quy ra bằng điểm hết. Còn nếu không, các bạn không muốn xem quảng cáo thứ thì các bạn chỉ có tiêu tiền thôi. Thì đây là một trong những điều mình không thích lắm. Mình mong rằng là, nhưng mà chúng ta cũng phải chấp nhận thôi, bởi vì một cái tựa game đẹp, nhạc hay như này thì chắc chắn là, mà còn free nữa, thì chắc chắn là các bạn sẽ phải đổi vào lấy một cái gì đấy để có thể chơi được nó hay. Nếu bạn nào đang muốn chơi game này thì đừng quên truy cập ngay vào Google Play Store hoặc là App Store để tải game này về. Và mình cũng đã thử chơi cái game này trên một vài máy Android, thì thực sự cảm giác không thể tuyệt vời bằng những cái chiếc iPhone 7 Plus, 8 Plus hay là thậm chí là chiếc iPhone 10 mình đang chơi ở đây. Những chiếc iPhone thì luôn luôn tối ưu game rất là tốt, nên anh em nào muốn mua iPhone để chơi game này, đừng quên truy cập vào đường link bán hàng của 7S mình để ngay dưới đây cho các bạn. Hiện tại đang có rất nhiều mẫu iPhone giá tốt để cho các bạn có thể mua về. Các bạn thấy video hay đừng quên bấm like, share bạn bè, bấm subscribe và bấm chuông cho kênh YouTube của Đứa Dạo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, chào và hẹn gặp lại. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Đứa Dạo.